Hello, xin chào, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube Nhật ký của Nhã. Thì chủ đề của video ngày hôm nay có tên là những câu hỏi thường gặp khi luyện thi vào Nhật viện nha. Thì tầm khoảng một tháng trước, hình như là vậy, thì có một cái bạn comment có ghi là: chị ơi, vài tháng nữa chị làm video về nội quy tuyển sinh, cách thức tuyển sinh, ngày thi được không ạ? Em cảm ơn chị. Thì thật ra thì là mình cũng đã tính làm một cái video này từ lâu lắm rồi, nhưng mà mình đợi là để kiểu như là tổng hợp những cái câu hỏi của các bạn mà dành cho mình ấy, thì mình sẽ trả lời luôn một lần. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái nội quy và cách thức tuyển sinh cũng như là ngày thi vào Nhật viện, và cũng như là mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi mà những cái bạn ở trên YouTube đã đặt ra cho mình nha. Trước tiên thì mình sẽ nói về nội quy và cách thức tuyển sinh nha cả nhà. Thì ở trong Nhật viện á, sẽ chia ra làm 3 bậc, đó chính là bậc trung cấp nè, bậc đại học và bậc cao học. Thì trung cấp á, thì cái bậc trung cấp này nè là sẽ có bậc trung cấp 4 năm, hệ trung cấp 6 năm, hệ trung cấp 7 năm và hệ trung cấp 9 năm. Cái hệ trung cấp 4 năm á, là cái hệ trung cấp mà mình đang học nè cả nhà, thì nó không có giới hạn độ tuổi. Còn hệ trung cấp 6 năm ấy thì nó sẽ giới hạn độ tuổi từ 12 tuổi cho tới 14 tuổi. Và hệ trung cấp 7 năm thì sẽ giới hạn độ tuổi từ 11 tuổi cho tới 14 tuổi. Và hệ trung cấp 9 năm là sẽ giới hạn độ tuổi từ 9 tuổi cho tới 14 tuổi. Thì thường thường nếu như mà những cái người mà trên 15 tuổi á, là sẽ thi vào cái trung cấp 4 năm rồi nha. Như mình cũng đã nói với cả nhà là tại vì Nhật viện á, được chia làm 3 bậc như thế, và mỗi một bậc trung cấp như thế thôi là cũng đã chia làm 4 rồi. Cho nên là những cái mà hệ trung cấp 4 năm, trung cấp 6 năm, trung cấp 7 năm và trung cấp 9 năm ấy, thì mỗi cái nó sẽ có những cái nội quy và cách thức tuyển sinh khác nhau. Nhưng mà ở đây thì ở trong video này hôm nay thì mình chỉ nói về hệ trung cấp 4 năm thôi nha cả nhà. Tại vì đa phần á, mà ở các bạn ở bên ngoài mà muốn vào Nhật viện á, thường thường thi vào Nhật viện là cũng tầm khoảng lớp 10 lắm tới lớp 12, thì cái độ tuổi đó là thi vào trung cấp 4 năm rồi. Cho nên là mình sẽ nói về hệ trung cấp 4 năm nha. Còn nếu như mà ở trong video của mình có những cái phụ huynh nào mà có con nhỏ từ 9 cho tới 14 tuổi á, mà muốn cho con theo học ở Nhật viện á, theo hệ trung cấp 6, 7 và 9 năm, thì phụ huynh có thể lên trên Google và đánh vào là Nhật viện thông báo tuyển sinh, thì bấm vô tìm kiếm ấy, thì người ta sẽ cho ra một cái link, và bấm vô thì sẽ có ngay cái thông báo tuyển sinh của Nhật viện luôn, và ở trên đó là ghi đầy đủ tất cả những cái nội quy và cách thức tuyển sinh của từng bậc luôn nha cả nhà. Thì hệ trung cấp 4 năm là hệ trung cấp không giới hạn độ tuổi, tuy nhiên thì phải tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, đó là trình độ chuyên môn đó, là phải tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Trước đây á, cũng có một cái bạn comment trên kênh YouTube của mình hỏi mình về cái trình độ chuyên môn, tại vì bạn tâm sự với mình là bạn chỉ mới có tốt nghiệp tiểu học thôi, thì có thể nào mà thi vào Nhật viện hay không. Thì thật sự là lúc đó là kiểu mình cũng rất là ngại luôn, nhưng mà mình cũng phải nói là rất tiếc là không có được, tại vì bắt buộc trình độ chuyên môn là phải từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên nha cả nhà. Thì đa số những cái câu hỏi mà mình tổng hợp ở trên YouTube á, là thường thường là các bạn hỏi về cái ngành thanh nhạc. Trong khi đó thì mình, cái chuyên ngành của mình ở trong Nhật viện là mình học về guitar cổ điển. Và cái ngành thanh nhạc là cái ngành mà mình theo đuổi thôi, chứ mình chưa có học ở trên Nhật viện nữa. Thì ngành thanh nhạc ở trong Nhật viện á, thì được chia làm hai ngành là thanh nhạc nhạc nhẹ và thanh nhạc cổ điển. Thanh nhạc nhạc nhẹ là chỉ có mới đây thôi cả nhà, mới vừa đây thôi, chứ hồi xưa giờ là chưa có, chỉ có thanh nhạc cổ điển thôi. Nói chung là những cái ngành nhạc nhẹ ở trong trường mình đó là mới đây là có thôi, chứ trước giờ là không có. Cho nên là nhiều bạn cũng hỏi mình là: chị ơi, em nên thi thanh nhạc nhạc nhẹ hay là thanh nhạc cổ điển? Thì mình cũng không biết trả lời sao hết trơn, tại vì nhiều khi là cái phong cách của mỗi người, cái giọng hát của mỗi người thì nó hợp vô cái những cái ngành khác nhau, cho nên là mình cũng không có biết là cái giọng bạn là nó nằm vô cái chỗ nào hợp. Với lại tuy là thanh nhạc nhạc nhẹ hay là thanh nhạc cổ điển thì bên nào cũng phải học kỹ thuật hát hết trơn á. Chẳng qua là một bên là thanh nhạc cổ điển thì thường thường các bạn sẽ hát những cái bản nhạc nước ngoài, opera chẳng hạn. Còn bên thanh nhạc nhạc nhẹ thì các bạn sẽ hát được hát tiếng Việt, cũng hát tiếng Anh, nhưng mà theo kiểu nhạc trẻ ấy, nhạc kiểu nhạc cha đồ này nọ. Tại vì thanh nhạc nhạc nhẹ là nằm ở trong khoa cha pop rock.
Thì ở đây á, mình có cái nội quy tuyển sinh của ngành thanh nhạc. Thì ở đây là thanh nhạc cổ điển trước nha. Và mình đang nói về hệ trung cấp 4 năm. Thì mình sẽ tư vấn cho cả nhà những cái điều kiện cần và có để cả nhà có thể chuẩn bị để cả nhà có thi vào nhạc viện nha cả nhà. Thì ở đây về ngành thanh nhạc năng khiếu tổng hợp thì cả nhà phải xướng âm một bài giọng đô trưởng hoặc là la thứ, nghe và lặp lại hai câu nhạc. Thì nói về cái xướng âm trước nha. Thì nói về xướng âm mà giọng đô trưởng hoặc la thứ thì thật sự nó rất là dễ luôn á cả nhà, tại vì hai cái giọng đó là nó không có một cái dấu thăng hay là một cái dấu dáng nào hết trơn á. Nó thường thường là chỉ là những cái nốt cơ bản thôi. Và tuy nhiên thì các bạn cũng phải đi học ở bên ngoài. Nếu như mà các bạn không có thời gian thì các bạn có thể học tầm khoảng 3 tháng cũng được, để cho các bạn hiểu được cái xướng âm là gì. Thì cái xướng âm á là nó giống như là hát nốt vậy cả nhà, và các bạn buộc phải hát đúng nhịp và đúng nốt, đúng độ cao của nốt nữa. Không cần phải hát hay đâu, không cần phải hay mà kiểu giống như là các bạn đang hát một bài hát đâu, chỉ cần là các bạn hát đúng độ cao của nốt và đúng nhịp luôn là ok. Thì tại sao mà mình nói là các bạn phải đi học thêm cái xướng âm ở bên ngoài? Thì ít nhất là các bạn cũng phải cho mình 3 tháng để các bạn có thể làm quen với cái xướng âm. Tại vì cái xướng âm cái này là kiểu như là nhạc viện cho bốc thăm bài để các bạn thi, chứ không phải là cho bài sẵn để các bạn ở nhà học thuộc. Tại vì bước vô phòng thi là sẽ có rất là nhiều bài ở trên bàn nha. Sau đó thì bạn sẽ bốc thăm và bạn sẽ nói với lại giáo viên là con bốc ví dụ nha. Ví dụ như là các bạn sẽ vô phòng thi, sau đó thì các bạn sẽ trên đó thì nó sẽ có những cái phiếu bốc thăm ấy, các bạn bốc trúng phiếu số 1 thì bạn sẽ quay qua nói với lại thầy cô là dạ con bốc phiếu số 1. Thì thầy cô sẽ đưa cái bài cho mình và mình có 5 phút để chuẩn bị cái bài thi cái xướng âm đó. Chứ thi cái xướng âm là không có bài sẵn để cho các bạn học thuộc đâu cả nhà. Và thi chuyên ngành á, ví dụ như thi những cái bài mà các bạn hát á, thì các bạn có thể chuẩn bị ở nhà và các bạn có thể học thuộc và các bạn đó lên đó các bạn thi. Nhưng mà các bạn thi như vậy mà các bạn còn rung nữa, mà làm sao mà có cái kiểu mà bốc thăm xong rồi đưa bài xong rồi chuẩn bị 5 phút mà các bạn thi liền được. Nói chung là rung lắm. Mặc dù nó dễ nhưng mà thi thì cái tâm lý nó khác cả nhà. Cho nên là tốt nhất là các bạn ít nhất là cũng phải dành ra 3 tháng để phải đi học cái xướng âm ở bên ngoài, để có thể kiểu như là rèn luyện cho mình các kỹ năng về cái xướng âm đọc nốt và cũng hát nốt, và cũng như là giống như là kiểu tập nhịp cho mình ấy. Tại vì cái xướng âm thường thường người quan trọng nhất là về nhịp. Thì ngoài cái xướng âm, ngoài cái ký xướng âm ra thì mình thấy ở trong đây có một cái nội dung thi nữa là nghe và lặp lại hai câu nhạc. Thì nghe và lặp lại hai câu nhạc là như thế nào thì mình sẽ giải thích cho cả nhà nha. Thì cái đợt mà mình thi đầu vào thi tuyển sinh á, thì nó cũng có một cái nội dung thi giống như vậy là nghe và lặp lại câu nhạc. Thì lúc mà mình bước vô cái phòng thi ấy thì mình thấy có một cây piano và có một cô giáo ngồi ở đó, và ở phía bên đây thì có hai thầy cô chấm thi. Thì bước vô thì thầy cô sẽ cho mình bốc thăm một bài nha cả nhà, cũng phải là bốc thăm chứ không phải là gọi là học thuộc xong rồi vô đó hát đâu cả nhà. Ở phía sau lưng mình đó là có cây piano, thì cô giáo sẽ đàn cái bài mà mình bốc thăm trúng. Thì lần đó là ở đây là nghe và lặp lại hai câu nhạc đúng không, thì mỗi câu nhạc thì cô sẽ đàn 3 lần, sau đó thì mình sẽ lặp lại. Ví dụ dễ hiểu trước nha, ví dụ như là cô đàn do re mi thì mình sẽ hát lại là la la la. Cái đó là ví dụ thôi chứ thật ra thì thi vô nó khó lắm á cả nhà. Cho nên là về cái vấn đề nghe và lặp lại câu nhạc như thế này thì các bạn cũng phải luyện tập rất nhiều. Và thường thường các bạn đi học ký xướng âm ấy thì các bạn sẽ nói với lại giáo viên ấy là năm nay là con thi thanh nhạc nè, và nội dung thi của con là gồm có xướng âm một bài giọng đô trưởng hoặc là la thứ và nghe và lặp lại hai câu nhạc. Thì các bạn chỉ cần nói như vậy thôi thì giáo viên sẽ chuẩn bị những cái bài để cho các bạn luyện tập. Thường thường cái phần mà nghe và lặp lại hai câu nhạc á, thì nó quyết định là ở bạn cái phần trí nhớ tốt nè, và các bạn cũng phải có sự nhạy bén ở trong âm nhạc nữa. Tại vì nghe và lặp lại đúng cái độ cao của cái nốt mà cô đã đàn ra, và bạn phải nhớ được cả một câu luôn. Thì nói chung là cái này phải luyện tập rất là nhiều. Và một câu thì là 3 điểm.
thì nếu như mà các bạn hát được nửa câu thì các bạn được điểm rưỡi. Nhưng mà chắc chắn là các bạn phải hát được nửa câu đầu nha, chứ không phải là nửa câu sau. Tại vì thường thường người ta chỉ nghe từ đầu thôi, chứ người ta đâu có nghe từ dưới lên đâu. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn lấy điểm mà kiểu nửa nửa, các bạn kiểu muốn an toàn thì phải hát được, ít nhất là các bạn phải nhớ được ở trong đầu là một câu, các bạn cũng phải nhớ được nửa câu. Thì nửa câu đầu ấy thì các bạn đã được 1.5 điểm rồi. Tùy nha, tại vì ở đây là chia điểm ra thì chắc có thể là một câu rồi các bạn có thể được 2 điểm hoặc là 3 điểm. Cũng có vài bạn hỏi mình là chị ơi em có thể tự ôn thi ở nhà hay không, thì câu trả lời là không nha. Riêng cái phần ký xướng âm ấy thì nếu như mà các bạn đủ tự tin là các bạn có thể chinh phục được nó và có cái cảm thụ âm nhạc tốt ấy thì các bạn có thể tự ôn ở nhà. Nhưng mà về cái thi chuyên ngành, thi chuyên môn là các bạn không thể nào mà tự ôn thi được, tại vì các bạn có biết cái gì đâu mà thi, nhất là về ngành thanh nhạc nè, hai ca khúc có nhịp độ và phong cách khác nhau, các bạn làm sao mà các bạn biết được các ca khúc nào nhịp độ và phong cách nào mà các bạn có thể lựa chọn để các bạn đi thi. Tốt nhất là các bạn phải nên học luyện thi thầy cô ở trong nhạc viện á. Tại vì thi nhạc viện thì nhất định là phải học thầy cô ở trong nhạc viện luyện thi rồi. Tại vì thầy cô sẽ lựa cho bài cho mình luôn. Và ở bên chuyên ngành nhạc nhẹ là một ca khúc Việt Nam, một ca khúc nước ngoài. Nói chung là các bạn phải luyện thi ở thầy cô ở trong nhạc viện. Thì có vài bạn cũng nhắn tin hỏi mình là Kim có nhờ mình giới thiệu một thầy cô giáo để các bạn có thể học thanh nhạc, để luyện thi thanh nhạc. Thì nói thật với các bạn là thầy cô giáo ở trong nhạc viện nhiều lắm, nhất là ngành thanh nhạc luôn. Ngành thanh nhạc là thầy cô rất là nhiều, và mình cũng không có nằm ở trong ngành thanh nhạc nữa. Chính xác cái chuyên ngành của mình là bên guitar cổ điển chứ không phải là thanh nhạc, cho nên là mình cũng không có biết hết tất cả các giáo viên ở trong trường để mà các mình có thể giới thiệu được cho các bạn nữa. Tại vì nếu như mà các bạn muốn học thì các bạn phải alo gọi điện cho cô hoặc là cho thầy để xin học nữa, chứ không phải là cứ tự nhiên muốn bay vô học liền được. Cho nên là cách tốt nhất á, là các bạn cứ tới nhạc viện nè, thì nhạc viện có cái phòng bảo vệ thì các bạn cứ vô hỏi những cái chú ở trong cái phòng bảo vệ là nói là chú ơi con muốn luyện thi vào nhạc viện á, thì con muốn học luyện thi ở trong nhạc viện đây nè, thì con phải làm như thế nào, thì chú sẽ hướng dẫn cho mình. Tại vì thường thường á, ở trong phòng bảo vệ là sẽ có giám thị ngồi ở đó nữa, giám thị của trường nhạc viện ấy, thì có thể là giám thị sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cho nên là về cái phần mà giới thiệu giáo viên, hỏi mình mà giới thiệu giáo viên để học thì mình hoàn toàn không biết, xin lỗi các bạn nhiều nha. Trên Facebook của mình đó là mình cũng nhận được khá là nhiều tin nhắn để hỏi về cái luyện thi nhạc viện. Thì mình nhận được một câu hỏi khá là phổ biến như thế này là: chị ơi em đang học lớp 11 nhưng em muốn vào đại học nhạc viện, bây giờ em thi học khối A thì sau này vào được không ạ? Thật ra thì cái vấn đề này á là mình đã nói rất là nhiều trong những cái video mà luyện thi nhạc viện mà mình đã làm rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói lại cho cả nhà nha. Thật ra thì thi nhạc viện á, thì cũng có nhiều người làm tưởng là phải thi khối A, khối B, khối C như là thi đại học. Nhưng mà thật ra là không phải. Thi nhạc viện là kiểu giống như là thi về năng khiếu, tài năng của mình thôi, chứ không cần phải áp dụng khối A, khối B, khối C gì đâu. Và tất nhiên là trình độ chuyên môn thì mình cũng đã nói rồi là phải tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên thì các bạn mới thi vào được. Thì mới vừa ngày hôm qua hay hôm kia gì đó thì có một cái bạn nhắn tin cho mình hỏi là: chị ơi nếu như mà nhạc viện mà thông báo tuyển sinh rồi thì em tới lúc đó thì em mới học luyện thi nhạc viện được không chị? Thì câu trả lời là không nha. Thật ra thì cái thời gian thông báo tuyển sinh của nhạc viện là tầm khoảng vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Thì cái khoảng thời gian đó thì nhạc viện sẽ tung ra một cái thông báo tuyển sinh ở trên trang web trường nhạc viện. Thì tầm đó là tháng 4 rồi, và tháng 7 là các bạn phải thi rồi. Thì chỉ có vỏn vẹn 3 tháng thôi thì các bạn làm sao mà có thể mà luyện thi vào nhạc viện được. Cho nên là các bạn phải chuẩn bị trước tinh thần tầm khoảng 1 năm. Hè năm nay các bạn luyện thi thì tới hè năm sau các bạn có thể thi. Nếu như mà các bạn kiểu muốn chắc ăn hay chắc cú thì tầm khoảng 1 năm là vừa các cả nhà. Còn nếu như mà cả nhà mà hơi tự tin về cái khả năng tài năng của mình thì tầm khoảng 6 tháng. Tóm gọn lại là nhạc viện sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào tháng 7. Nếu như mà không có ảnh hưởng của dịch Covid á, thì sẽ tổ chức vào tháng 7. Còn nếu như mà tới lúc đó mà lỡ như mà dịch Covid có bị cái gì kiểu bùng phát lại á, thì lỡ thôi nha,
thì thường thường là sẽ vào tháng 8 hoặc là tháng 9. Còn cái thời gian thông báo tuyển sinh nó như mình hồi nãy mình đã nói là chốt lại là vào tầm khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, hoặc là trễ nhất là giữa tháng 4 nha cả nhà. Thì cái khoảng thời gian đó thì nhà viện sẽ tung ra một cái thông báo. Ok. Và video ngày hôm nay thì xin được kết thúc tại đây thôi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết vlog này nha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Nhớ để lại một vài cái bình luận nếu như mà cả nhà có thắc mắc gì về luyện thi nhạc viện nữa nha. Và hẹn gặp lại cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.